Ô, màu nhiều quá. Ơ, mẹ ơi, hình như cái hộp màu này hộp màu cũ mà. Con không dùng này, hộp màu cũ của người khác đâu. Bây giờ mẹ phải cho con tiền để con đi mua hộp màu mới. Nếu mẹ không cho con tiền, sáng mai con không đi học nữa, tối nay con không ăn cơm nữa, con nhịn luôn. Vừa nãy con xin tiền mẹ để đi mua hộp bút, nhưng mà con lại đi mua kẹo. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, từ sau con không nói dối mẹ nữa. Chào Khánh Linh, chào Gia Bảo. Xin chào tất cả các bạn. Hai chị em đi học về à con? Vâng ạ. Ôi ngoài trời đang rất là nắng đấy, hai chị em về nhanh đi nha. Vâng ạ. Ơ, Gia Bảo ơi, mẹ vẫn chưa về. Hay là bây giờ hai chị em mình lấy vở ra tô để đợi mẹ về nhá. Vâng ạ. Khó cầm quá, không thể tụ được. Bút màu bé, khó cầm quá. Gia Bảo, sao em lại vứt hết màu như thế? Mẹ dặn đồ dùng học tập phải giữ gọn gàng mà. Mẹ chỉ thương mỗi chị, mua cho chị hộp màu xịn. Nhìn em đây này, toàn màu gãy thôi. Mẹ mua màu cho hai chị em mình giống nhau chứ, tại vì em không giữ hộp màu của em cẩn thận thôi. Gia Bảo nhìn hộp màu của chị này, mỗi lần chị tô xong chị đều cất bút vào hộp rồi đóng hộp lại và để vào trong cặp sách. Thế thì màu sẽ không bị gãy và sẽ mới. Còn như em cứ vứt lung tung như thế thì màu sẽ nhanh hỏng lắm. Em cất hộp màu của em đi. Bây giờ chúng mình sẽ tô chung hộp màu của chị. Em không thích tô chung đâu, em chỉ thích tô một mình thôi. Thế thì chị cho em hộp màu của chị này, em tô đi. Em cũng cho hộp màu của em cho chị này. Khánh Linh ơi, Gia Bảo ơi, mẹ đi chợ về rồi này. Chúng con chào mẹ ạ. Đứa đang tô màu à? Vâng ạ. Ui, may quá. Hôm nay đi chợ bán rau đắt hàng nên mẹ mua quà cho hai đứa này. Hai quả trứng Doraemon đẹp không? Có. À đây, màu xanh con trai là của Gia Bảo, còn màu hồng là của Khánh Linh này. Vâng ạ. Không, con thích quả màu xanh với quả màu hồng hơn. Ơ, Gia Bảo, mẹ mua cho hai chị em mà, sao Gia Bảo lại tranh hết thế? Con thích hai quả này, mẹ mua cho chị Khánh Linh quả khác đi. Gia Bảo ơi, nhà mình nghèo lắm, mẹ đã phải đi làm vất vả rồi. Em làm như thế mẹ sẽ buồn đấy. Em không biết được, em thích cả hai quả cơ. Chị bà muốn chị bảo mẹ mua cái khác đi. Vậy thôi, chị cho em đấy, chị không lấy nữa đâu. Gia Bảo ơi, con như thế là hư đấy. Mẹ mua cho cả hai chị em mà, sao Gia Bảo lại tranh hết như thế? Con không biết được, đây là chị kể lên cho con mà. Mẹ ơi, con cũng không thích quả trứng đấy đâu. Hay là bây giờ con ra vặt rau rồi nấu cơm hộ mẹ nhá. Ngoan quá, đi vặt rau. Được bóc hai quả trứng sướng thật, để xem có gì nào. Có lá bài nè, có cái nước, có bao nước nhánh. Lại một lá bài tiếp. Một quả cầu nhấp nháy, ba cái kẹo tiếp. Mẹ nóng quá. Để mẹ qua mẹ thay luôn nha. Nóng quá. Mẹ ơi, nóng quá rồi đấy. Đây đây đây, mẹ qua mẹ tay luôn. Mẹ ơi, sao nhà mình không có quạt điện? Sao mẹ cứ phải quạt tay mà? Con nóng quá rồi đấy. Gia Bảo ơi, tại vì hôm trước quạt nhà mình bị hỏng, mẹ cũng đang cố dành dụm tiền để mua quạt mới. Thôi hai đứa chịu khó một hai hôm nữa để mẹ mua quạt mới cho nhá. Mẹ ơi, con không nóng đâu, mẹ quạt cho em thôi cũng được. Đấy, mẹ quạt cho con thôi cũng được. À, mẹ ơi, khi nào mẹ mua hộp màu mới cho con?
phải hộp màu to cơ, giống như bạn An. Vừa nãy chị cho em hộp màu của chị rồi còn đâu? Hộp màu đấy vừa bé vừa cu, em không thích hộp màu đấy đâu, em chỉ thích hộp màu to cơ. Gia Bảo ơi, em phải thương mẹ chứ, em đừng đòi hỏi nhiều như thế. Thôi được rồi, hai chị em vẽ đi. Gia Bảo ơi, để mai mình mua cho Gia Bảo hộp màu mới nhá. Thấy chưa? Mịt ơi, hai chị em anh bóc cho hai anh em mình cũng ăn nhá. Thôi cứ cầm đi. Cái kem này đang này ngon lắm. Kể nghe anh. Sao hai đứa kia ngồi ăn kem lấy răng thế nhỉ? Kem ơi, sao lại ăn kem lấy răng như thế? Ăn kem lấy răng là bị đau bụng ấy. Anh ơi, đây là kẹo kem lấy răng mà có phải kem lấy răng đâu. Đâu, đưa anh xem nào. Đây là kẹo kem lấy răng á, anh chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Anh ơi, đây là kẹo kem lấy răng của bọn Hiệp. Hai anh em ăn thôi, anh đi về đi. Nhờ đã anh về, em xin về anh về mua kẹo kem lấy răng cho anh. Anh có anh không cho đâu. Mẹ mua cho Gia Bảo hộp màu to thế này, chắc Gia Bảo sẽ thích lắm đây. Mẹ con về rồi đây. Gia Bảo về rồi à? Gia Bảo ơi, mẹ mua cho em hộp màu to chưa? Hộp màu to thế. Gia Bảo thích không? Có à. Màu nhiều quá. Mẹ ơi, hình như cái hộp màu này hộp màu cũ mà. Gia Bảo ơi, hộp màu mới đắt tiền lắm. Hộp màu này là của em hàng xóm. Em hàng xóm không dùng nữa nên mẹ em hàng xóm bán rẻ cho. Mẹ thấy hộp màu này vẫn mới mà. Con không dùng này, hộp màu cũ của người khác đâu. Bây giờ mẹ phải cho con tiền để con đi mua hộp màu mới. Gia Bảo ơi, em đừng như thế nữa. Một ngày mẹ đi làm vất vả cũng chỉ kiếm được mấy chục nghìn thôi. Con không biết đâu, mẹ phải cho con tiền. Nếu mẹ không cho con tiền, mẹ chỉ thương chị Thầy Ly không thương con đúng không? Gia Bảo ơi, mẹ chỉ có 50.000 thôi. Nhưng mà 50.000 này mẹ đang định mua quạt nữa mà. Gia Bảo ơi, em dùng tạm hộp màu cũ của chị cũng được mà. Không, em không thích. Nếu mẹ không cho con tiền, sáng mai con không đi học nữa, tối nay con không ăn cơm nữa, con nghiện luôn. Thôi được rồi Gia Bảo ơi, đây mẹ cho con tiền này, con đi mua đi. Đúng ạ. Mày quá, vẫn đổ tiền mua kéo kem lấy răng. Kéo kem lấy răng này đắt tiền như thế, chắc phải ngon lắm đây. Không được, nếu mình mở vào nhà ăn thì mẹ biết mình không mua hộp màu mà mua kẹo mất. Mình phải tìm chỗ là kín kín để mình ăn mới được. Ngồi chỗ này chắc là không ai biết đâu. Sao Gia Bảo không về nhà mà lại ngồi kia thế nhở? Gia Bảo. Cái ghế linh. Sao em lại ngồi đây mà em giấu gì đằng sau đấy cho chị xem nào. Em có giấu gì đâu, chắc chị nhìn nhầm rồi. Chị vừa thấy em giấu ra đằng sau mà. Đâu, đưa ra cho chị xem nào. Có gì đâu, chỉ là cái kẹo thôi mà. Cái kẹo này đắt tiền lắm. Em lấy tiền đâu để mua đấy? Em có tiền mà, em có đầy tiền để mua. Em đừng có lời dối chị. Có phải là em lấy tiền mẹ cho đi mua hộp bút để mua kẹo đúng không? Chị ơi, chị đừng nói với mẹ nha. Tại em thèm kẹo quá nên em về nói dối như thế. Gia Bảo ơi, mẹ đã phải làm việc rất vất vả để nuôi hai chị em chúng mình rồi. Cho nên chúng mình phải yêu thương mẹ. Và đặc biệt là không được nói dối mẹ. Gia Bảo ơi, em hãy nghĩ lại những gì mà mẹ đã làm cho chị em mình. Và em nghĩ đi, em làm thế là đúng hay sai? Gia Bảo ơi, không sao đâu, cứ cho chân lên đạp đi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Không sao đâu, có mẹ đang sao giữ rồi mà. Gia Bảo, cứ cho chân lên đạp đi. Đúng rồi, cốc. Con đạp xe đạp rồi lại. Gia Bảo ơi, đi khẽ thôi không ngã. Gia Bảo ơi, đi cẩn thận. Hai đứa đi sát vào mẹ nhá. Ước, ba mẹ con mình đi về thôi. Thank you.
em sai rồi, em hư quá đúng không? Em biết lỗi là tốt rồi, không sao đâu. Gia Bảo ơi, hay bây giờ em đem kẹo trả cho người ta rồi lấy tiền về đưa mẹ em nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ sao thế, mẹ có đau không? Mẹ ơi, mẹ sao thế, mẹ có đau không? Đưa con xem nào. Không sao đâu, tại mẹ đang khâu cho em Bảo cái áo. Nhưng mà mệt quá, mẹ ngủ gật nên kim đâm vào tay thôi, không sao đâu. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con trả tiền cho mẹ này. Ơ, Gia Bảo ơi, con không mua hộp màu à? Sao lại trả lại tiền cho mẹ thế? Mẹ ơi, con xin lỗi, vừa lên con nói dối mẹ. Con trai mẹ nói dối mẹ điều gì nào? Vừa lên con xin tiền mẹ để đi mua bút, nhưng mà con lại đi mua kẹo. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, sao con không nói dối mẹ nữa? Gia Bảo ơi, con biết lỗi, như vậy là tốt rồi, mẹ không trách con đâu. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ lắm, chúng con thương mẹ lắm. Mẹ cũng yêu hai đứa nhiều lắm, hai con là tài sản vô giá của mẹ. Các bạn ơi, chúng mình hãy yêu thương bố mẹ và đừng làm cho bố mẹ buồn nhé. Chào tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn.